Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một video về nhân tướng học. Vết bớt trên cơ thể có ý nghĩa gì và tiết lộ điều gì về người đó? Hầu hết trong chúng ta khi sinh ra đều có một hoặc một vài vết bớt trên cơ thể. Các vết bớt ở mỗi người đều có hình dạng và màu sắc khác nhau. Nhưng cũng có rất nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao có những vết bớt này? Có thể bạn chưa biết rằng vị trí của vết bớt ẩn chứa những bí mật ở đằng sau. Vết bớt được tạo ra do sự kết tụ của mạch máu trên cơ thể. Nó có nhiều hình dạng, phẳng, lồi, có lông hay màu sắc khác nhau như vết bớt màu đen, màu nâu, màu đỏ, màu xanh, màu trắng. Thống kê cho thấy rằng 10% trẻ sơ sinh có vết bớt này và chúng xuất hiện một vài tuần sau khi sinh ra. Một số ý kiến cho rằng khi người mẹ đang mang thai và cảm xúc của họ bị tác động mạnh thì em bé sinh ra sẽ có một vết bớt. Theo các chuyên gia nghiên cứu về thuyết luân hồi cho rằng những vết bớt trên cơ thể của những đứa trẻ sinh ra là dấu vết của vết thương người đó từ kiếp trước lưu lại đến kiếp này. Vị trí của vết bớt trên cơ thể có thể dự báo về tính cách và vận mệnh của mỗi người. Nhiều câu chuyện bí ẩn mà người ta đồn đại về những vết bớt vô cùng bí ẩn. Cho tới nay, nguyên nhân chính xác tại sao vết bớt xuất hiện thì vẫn chưa được lý giải. Chắc hẳn bạn cũng đã tự hỏi rằng tại sao lại có vết bớt trên cơ thể, hay còn gọi là vết bớt bẩm sinh. Tuy nhiên, một số người không có đặc điểm này. Mỗi vết bớt trên cơ thể đều thể hiện những ý nghĩa đặc biệt riêng của nó. Hơn thế nữa, có những vết bớt mang lại may mắn và tài lộc cho người sở hữu nó. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những ý nghĩa đằng sau những vết bớt này. 1. Vết bớt ở đường trung trực của gáy. Người có vết bớt ở đường trung trực của gáy thường hay gặp trở ngại, gian nan trong chuyện tình cảm, dễ bị người khác lừa dối, tổn thương. Họ cũng là người khi yêu đương thường rất hay mù quáng. Đường tình duyên của họ được xem là khá lân đận. 2. Vết bớt ở mông. Người có vết bớt ở mông khi sinh ra chắc chắn rằng họ sẽ có một số mệnh phú quý, sống trong nhung lụa, tiền bạc, dồi dào. Người có đặc điểm này thường rất có tài, nhanh nhẹn, hoạt bát, làm việc gì cũng rất thuận lợi. Họ rất thu hút người khác, luôn là trung tâm của đám đông dù bất cứ nơi đâu, và có tài lãnh đạo. 3. Vết bớt ở lưng. Theo tướng số, những người có vết bớt ở lưng được cho rằng kiếp trước có số mệnh rất lớn, không văn chương, thi họa thì cũng sinh ra trong một gia đình quyền quý. Vết bớt ở lưng là vết bớt may mắn, thể hiện cho người cả đời được quý nhân giúp đỡ, gặp dữ hóa lành, về già con cháu đông vui, an nhàn hưởng phúc. 4. Vết bớt ở nách. Nếu ai đó có vết bớt ở nách thì đảm bảo rằng vết bớt đó sẽ đem lại may mắn phú quý cho người đấy. Người có vết bớt này có số vận đào hoa, nhân duyên khác giới tốt đẹp, dễ dàng có được hạnh phúc trong tình yêu. Ngoài ra đây cũng thể hiện vận vượng tài. 5. Vết bớt ở cánh tay phải, trái. Người có đặc điểm này được xem là quý nhân ở kiếp trước, học rộng tài cao, gia đình bề thế. Người có vết bớt ở cánh tay, tính tình dịu dàng, sức khỏe dồi dào, có trí thông minh, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, hiểu biết, lễ nghĩa và dễ đồng cảm với mọi người. 6. Vết bớt sau cánh tay. Người có vết bớt ở hai bên cánh tay thường có mối quan hệ gia đình không được thân thiết, tình cảm. Họ không coi trọng tình thân, cũng không có chút cảm nhận gì về không khí ấm áp của gia đình. Thậm chí còn vô tâm vứt bỏ, vì thế dễ rơi vào cảnh cô độc đến già, không ai chăm sóc. 7. Vết bớt ở rốn. Những người có vết bớt ở rốn được xem là kiếp trước là con vua chúa, được yêu chiều, cung phụng từ nhỏ. Nếu có vết bớt ở giữa rốn thì theo nhân tướng học gọi là vàng ẩn trong rốn, tượng trưng cho số mệnh phú quý giàu sang. Mọi việc họ làm đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, khi về già cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. 8. Vết bớt ở gần tim. Vết bớt ở gần tim còn được xem là vết bớt thể hiện lòng dạ xấu bên trong con người họ. Người vết bớt này thường rất tinh quái, xảo quyệt, hay nói cách khác là họ không phải là người tốt bụng. Bạn cần phải thận trọng khi tiếp xúc với những người có đặc điểm này. 9. Vết bớt nằm giữa ngực và rốn. Theo các nhà nhân tướng học, người có vết bớt nằm ở giữa ngực và rốn cho thấy kiếp trước là một người có vẻ ngoài rất xinh đẹp, cầm kỳ thi họa khiến bao người mê đắm. Người có vết bớt ở vị trí này là những người có số đào hoa, đi đâu cũng được người khác giới thầm thương trộm nhớ. Cuộc đời luôn được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn và tài lộc nhân duyên đều rất tốt đẹp. 10. Vết bớt ở xương cụt. Người xưa quan niệm rằng người có vết bớt ở xương cụt thường có học thức cao, tài giỏi hơn người.
Về nghệ thuật, người này cũng có tài năng thiên phú, được coi là văn võ song toàn. Họ hầu hết đều là người thành công trong cuộc sống và có quyền cao chức trọng. 11. Vết bớt ở gót chân. Người có vết bớt ở gót chân thì cuộc sống thường gặp nhiều trắc trở, thử thách gian nan. Đặc biệt là nếu có vết bớt màu đen thì họ lại càng gặp vận xui xẻo, đen đủi triền miên. 12. Vết bớt ở xương đòn. Người có vết bớt ở xương đòn thường là người có tính tình hài hòa trong sáng, luôn hành xử dĩ hòa vi quý, cho dù bị người khác hãm hại, đàn áp, thì họ đều luôn giữ được thái độ bình tĩnh nhân nhiên. Họ là một người vô cùng tốt bụng. 13. Vết bớt giữa xương đòn và bả vai. Người có vết bớt này đối với bạn bè thường rất hào phóng, thoải mái, chi tiền phong phí không cần biết điều gì, vì thế họ không quen tiết kiệm, khi về già dễ rơi vào cảnh thiếu thốn, nghèo đói. Lời khuyên dành cho những người có vết bớt ở giữa xương đòn và bả vai là cần học cách tiết kiệm để có một khoản tiền dùng cho những lúc cấp bách hay cho tương lai sau này. 14. Vết bớt ở trong bắp đùi. Người vết bớt nằm trong bắp đùi tượng trưng cho người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. Về phương diện công việc cũng thể hiện khả năng vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, số phận đã định cho họ phải bôn ba vất vả mới có được thành công như mong muốn. 15. Vết bớt ở má phải. Người đàn ông vết bớt ở má phải cho thấy là người đam mê tất cả mọi thứ mà họ đang làm, có thể là công việc hay sở thích của mình. Còn đối với phụ nữ, nó có nghĩa là họ sẽ tận hưởng mối quan hệ hôn nhân lành mạnh và bền chặt trong suốt cuộc đời. Vì vậy, những người đàn ông không nên bỏ lỡ nếu gặp người phụ nữ có vết bớt ở má phải trong cuộc đời. 16. Vết bớt ở má trái. Người phụ nữ vết bớt ở má trái thường hay cảm thấy chán nản, mặc dù họ không biết chính xác đó là điều gì. Vì vậy, lời khuyên cho những người phụ nữ có đặc điểm này là nên cố gắng cởi mở trái tim để tránh được dấu hiệu trầm cảm. Đối với đàn ông có vết bớt ở vị trí này thì họ có thể gặp khó khăn về tiền bạc trong cuộc sống. Cho nên những người đàn ông có vết bớt này cần phải lấy kế hoạch tiết kiệm. 17. Vết bớt ở gần miệng. Theo nhân tướng học, nếu một người phụ nữ không vết bớt ở gần miệng thì điều này có nghĩa là họ rất nhạy cảm và hoàn ngôn. Ngược lại, những người đàn ông có vết bớt ở vị trí này thì họ nhận được nhiều may mắn, sự giàu sang và hạnh phúc trong cuộc sống. 18. Vết bớt ở dưới ngực trái. Người có vết bớt ở vị trí này có ý nghĩa tốt đẹp. Họ đã được những thành công nhất định nhờ vào sự cố gắng trong mọi thứ. Bên cạnh đó, họ còn có khiếu hài hước, vui vẻ, được nhiều người yêu mến. Vì vậy, về cơ bản, họ là người có tính cách tốt bụng. 19. Vết bớt ở dưới ngực phải. Người có vết bớt ở dưới ngực phải cũng thể hiện là điểm tốt cho cả phụ nữ và đàn ông. Bởi vết bớt ở vị trí này nói rằng người đó sẽ có của, chính là tài sản từ tổ tiên để lại. 20. Vết bớt ở giữa ngực. Người có vết bớt ở vị trí giữa ngực được xem là không tốt. Điều này thể hiện rằng người này sẽ không gặp may mắn trong cuộc sống, kể cả phụ nữ và đàn ông. 21. Vết bớt trên cằm. Vết bớt trên cằm cho thấy là người có tính tình dễ nổi nóng, không kiềm chế, tốt bản thân. Hơn thế nữa, người có đặc điểm này cho thấy họ có tính gia trưởng, thích kiểm soát người yêu và gia đình. 22. Vết bớt ở giữa trán. Người có vết bớt ở giữa trán được xem là người dễ dàng bị thu hút bởi người khác giới và trải qua nhiều mối tình trong cuộc sống. 23. Vết bớt ở bên phải của trán. Những người có vết bớt nằm bên phải của trán thường là người có nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần mạnh mẽ. Chính vì vậy, họ có thể dễ dàng thành công trong công việc. 24. Vết bớt ở bên trái của trán. Vết bớt ở bên trái của trán thể hiện rằng người này không biết chi tiêu, hoang phí, thoải mái quá mức và không kiểm soát tốt tài chính của mình. Cho nên, người có vết bớt này không được may mắn về chuyện tiền bạc cho lắm. 25. Vết bớt ở bàn tay. Nếu có vết bớt ở cả tay phải lẫn tay trái, thì cho thấy người này không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai, họ sống theo phương châm và nguyên tắc của riêng mình. 26. Vết bớt ở mũi. Những người có vết bớt ở mũi thường là những người có khả năng sáng tạo và tính cách thường rất khó đoán. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.